Việt Mộc xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là các anh các chị mà chuẩn bị có kế hoạch làm cho mình một cái bộ tủ bếp mới chào đón năm mới 2024. À, thưa các bạn, hiện tại trên thị trường hiện nay thì có quá nhiều cái vật liệu để làm cho cái nội thất, đặc biệt là tủ bếp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái loại vật liệu mà mình cảm thấy rất là ok để phù hợp làm phần bề mặt bên ngoài đặc đặc biệt là phần cánh tủ bếp các bạn nhé như các bạn thấy thì trên thị trường hiện nay thì với cái cánh acrylic rất là phổ biến như các bạn đang thấy đó nhưng mà nhược điểm của cái này rất là dễ xước và cực kỳ bám mồ hôi vân tay tạo cho chúng ta một cảm giác rất là khó chịu bây giờ thì nó có rất nhiều loại vật liệu khác nhau với màu sắc cực kỳ đa dạng và cực kỳ chen trên hình ảnh các bạn đang thấy đó là cái vật liệu mới thật ra cũng không mới lắm ra mấy năm nay rồi rất là hot trend đó là lacquer laminate của an cường đây là cái vật liệu mà mình đánh giá rất là cao nó bị nhám tức là nó có cái hiệu ứng nhám mờ bề mặt nhám mờ bề mặt các bạn nhé và nó có độ chống xước bề mặt gần như cao nhất hiện nay trên thị trường và đặc biệt của cái loại này nó lại không bám mồ hôi vân tay đấy các bạn nhìn thấy cái mồ hôi mình đặt lên này đó các bạn thấy không nó chỉ có một cái rất là ngắn đó lại mờ hết đi luôn rồi nó không bám vân tay các bạn nhé à, hiện nay thì an cường cũng đã gia công cho chúng ta những cái mẫu những cái cánh tay nắm ví dụ các bạn hình nhìn thấy đây là cái mẫu cánh gọi là móc di để dành cho cánh dưới và đây là cánh trên nó sẵn như thế này thì hiện tại như giá bây giờ nó rơi khoảng tầm triệu một triệu hai tầm triệu hai một mét vuông hai mặt lắc cơ laminate này thì mình đánh cá giá rất là cao rất, rất là cao luôn các bạn nên qua showroom để để trải nghiệm và chúng ta sờ nắm cảm quan một cách rất là trực tiếp sẽ đem cho các bạn những cái cảm xúc cụ thể hơn trước khi các bạn ra quyết định ra cái này thì cũng đã tầm 2 năm nay rồi nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ mình mới làm một video xin gửi thông tin đến cho các bạn để các bạn có những sự lựa chọn tốt hơn cho vật liệu làm bề mặt bên ngoài đặc biệt là cánh tủ bếp về phần vật liệu bên trong là thùng tủ bếp và các phần khác nếu như các bạn có câu hỏi nào thì hãy để lại phía dưới bình luận, mình sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye!